Kính Liên Nguyễn mến chào bà con nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn Văn Giang giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép nhiều màu nha bà con. Cây ghép 4 màu, 5 màu, 6 màu luôn. Còn nhiều loại khác nó rất là rực rỡ luôn nha bà con. Hàng thì chất lượng rất là tuyệt vời luôn. Mời bà con và các bạn cùng gặp anh Văn Giang nha. Rồi, chào bà con, anh chị, cô chú bác gần xa ha. Chào anh Liên. Cái số hoa giấy thành phẩm đang búp và đang nở về giao lưu phục vụ cả nhà mình để về trang trí chơi, ngắm cảnh trên cả nhà. Đầu tiên là mã số 1, cây 4 màu ha. Đỏ lửa, trắng tuyết và tím bướm cả nhà, là 4 màu tứ sắc. Tứ sắc. Cây đạt chuẩn đủ mặt bông luôn. Cây cao nó 90, ngang nó 75 ạ. Mình cổ là 14 cả nhà mình ơi. Cây tứ sắc đế trắng sạch như trên hình luôn nha cả nhà. Mã số 1, cây 4 màu năm sinh giao lưu cả nhà mình là 350k bao ship tới nhà cả nhà. 350. Nhà vườn Văn Giang em là giao lưu hoàn toàn bao ship ha. Đó, không tốn tiền bất cứ phát sinh gì cả nhà. Cái mã số 2 này 4 màu thái có bông như trên hình luôn nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Vàng nhỉnh nổi ghê. Hoa màu vàng. Ở đây nè, tím sen, cái bên trắng cất hồng. Và đây là đỏ, trong đỏ. Đây có đỏ luôn. Đó. Rồi mã số 2. Đủ 4 mặt hoa, chuẩn luôn. Tứ sắc luôn ha. Cao là 85 ạ. Ngang 80. Quanh cổ là 14 luôn cả nhà mình ơi. Xóa tàn đẹp ha. Xóa tàn đẹp thiệt đó. Bà con mình về trang trí đôn lên cái đôn cao lên vậy nó rất là có giá trị ha. Mã số 2 cả nhà. Dán cây đẹp. Mã số 2 dán 4 màu luôn. Xin như luôn cả nhà mình là 350k luôn cả nhà mình đó. Rồi. 350 và mã số 2, cây tuyết sắc ạ. Mình giật chơi nghe màu vàng coi. Ồ, nó nặng chưa. Mã số 3. Lá không ở vàng nè. Chiều tím. Lá chiều vàng nha cả nhà. Vàng, bà con ơi. Mã số 2. Lá ủa số 3 chứ. Lộn. Mã số 3. Cái bộ đế rất đẹp ha. Đế này cũng sạch đẹp rồi. Cao 80. Ngang đây là 60. Nó đang búp nha cả nhà. Nở 1-2 bông còn nhiều đang búp đều cành cho nha. Nó chưa có già hoa ha. Chưa hoa hình đậm nữa, tím đậm luôn bà con ơi. Mình cổ là 15 ạ. Cây này nụ quá chừng đây. Đang lên nụ dữ lắm. Đế này sổ là 39 cái nhà này. Đế sổ dài đẹp nó cuộn như trên hình luôn nha cả nhà. Chiều tím lấy vàng xin như luôn cái nhà là 350k luôn ha. 350 một màu tím lá vàng cả nhà. Mã số 3. Mã số 4. Một cốt lắng lượng ha. Cây này nở rộ cái là không còn thấy lá nữa. Này như màu tím hoa cài vậy ha. Quá đẹp luôn. Rồi. Cao nó 85. Ngang nó là 55. Mình cổ đây là 13 hơn cái nhà mình đây. Một cốt lắc lượng luôn nè. Mã số 4. Cái này xin giao lưu cái nhà mình là 300k cái nhà mình đây. 300k. Cái mã số 4 ạ. Nó một mới nở và còn búp dữ lắm đúng nha. Đó hoa đặc đó, kẹo luôn. Mã số 4. Mã số 5. Cái này kim cương cái nhà. Đỏ. Đang búp ha. Bông đỏ đô rất là đẹp luôn. Đang nở và đang búp ạ. Cao này 80. Ngang này 65. Hoành cổ này thì nó 11 cái nhầm đây. Đế gọn gọn mà nó sạch ha. Mã số 5 nha. Đỏ kim cương. Cái này xin giao lưu cả nhà mình là 220k ha. Đó. Cái mã số 5 đỏ kim cương ạ. Mã số 6. Cây đang búp nụ và hoa nở. Vừa mới nở cả nhà, chớm nở và đang búp ạ. Nó ra nụ dữ lắm luôn rồi nè. Ấn Độ ha. Dữ lắm bà con ơi. Ấn Độ đổi màu. Tiểu Ấn Độ. Cao 70. Này tàn đặc ha. Ngang nó 60. Hình cổ là 15 gửi cái nhầm nữa. Tiểu Ấn Độ. Mã số 16 cả. Ủa mã số 6 cả nhà. Mã số 6 cái Ấn Độ xin giao lưu cái nhà mình là 350k ha. 350k form lùng lực bonsai ha.
Cây đang rộ nụ. Đang rộ búp dữ lắm, rộ nụ. Mỗi đọt mỗi nụ ha. Quá đẹp luôn. Nó xuất sáo cả nhà mình đây. Khi nở ra bông chùm rất là xiên bông, sai bông nha bà con. Ngã số 7. Cây này khá là nhiều màu đây. Rồi, để em điếp màu cả nhà mình coi ha. Đỏ. Đỏ lửa. Cam, cam lửa. Và tím tiết, trắng tiết ha. Là 4 rồi ha. 4 màu. À, này tím lửa nè. Là 5 màu. 3 màu lửa, 2 màu tiết. 2 màu tiết. Dạ. Là 5 màu cả nhà. Là ngũ sắc ha. Mã số 7. Cây này cao nó 90. Ngang 80. Mình có là 18 cả nhà. Mình đây một cốt nha. Luôn ha. Một cốt như trên hình vậy nha cả nhà. Mã số 7. Này xin nhớ luôn cả nhà mình là 350k luôn cả nhà mình đây. Lùng lực ha, một cốt. Tùm lum 5 màu. 3 màu lửa, 2 màu tuyết. Trắng tuyết, tím tuyết. Mã số 7 ạ. Thì mã số 8. À, cái này cũng lửa và tuyết nữa đây. Tím lửa tím ha. Lửa. Cam lửa. Cam lửa. Trắng tuyết. Trắng tuyết. Tím bướm là 4. Như tím tuyết nha cả nhà. Tím tuyết luôn. 2 màu tuyết là 5. 1 màu tím bướm và 2 màu lửa cả nhà. Là 5 màu ha. Mã số 8. Cây này cao là 90. Ngang 80. Mình có vị trí này là 14 nghe cả nhà. Đế sổ cũng sạch đẹp quá ha. Đế này trắng sạch à. Mã số 8. Cái ngũ sắc này xin cho luôn cái nhà mình là 350k luôn cái nhà mình đó. 350 cho cây 5 màu. 5 màu. Tím bướm, tím lửa, cam lửa, trắng và tím tuyết. Đó. Rồi, ok. Tiếp theo mã số 9. Đây, tới mã số 9 cây đó, đang búp mới nở được có mấy bông à, còn như búp không à. Hồng gân ha. Cây này khủng luôn. Nụ kẹo chân nè bà con ơi. Đó, mới còn nó ra nụ nè. Cao nó 90. Đặc thường ha, ngang 60. Củ này bự đẹp nè. Mình có nó 20 hơn cái nhà mình đó. Đới nó đặc đó ha, quay vòng cái nhà mình tham khảo ha. À, mã số 9. Cây này cái thân tàn cũng dày ha. Mới dày xiết ra. Nước xong cắt cơi cái là ra bông liền luôn. Quá chừng luôn rồi nè. Cái này xin lưu cái nhà mình là 450k ha. Rồi, 450 cho cái hồng gân mã số 9 cả nhà. Quá lực luôn. Đẹp. Tới mã số 10. Tiếp theo. Dít bi da cả nhà, mã số 10. Cao là 90. Ngang 70. Mình có là 16 cả nhà mình ơi. Vết bi da ha. Đó, đế trắng sạch nha cả nhà. Trắng toanh luôn ha. Vết bi da mã số 10 này xin như luôn cả nhà mình là 350k cả nhà mình đây. 350. 350. Cho mã số 10 cái vết bi da này nha cả nhà. Cây đang rộ hoa ha. Đó. Vừa rộ đọt non đang búp theo ha. Mã 11. Rồi, cũng khá là nhiều màu đây. Khá nhiều màu, điểm bông của nhà mình ha. Đỏ lửa ha. Đỏ lửa 1. Cam lửa 2. Ha. 2. Trắng tiết ha. 3. Tím tiết ha. 4. À. Mắt là mình thấy được 4 màu rồi đó. Rồi. Có tím lửa đây. Đây. Đó. Là coi như là 5 màu. Là 3 màu lửa, 2 màu tiết. 3 màu lửa. 2 màu tiết. Là 5 màu là đủ ngũ sắc nha cả nhà. Cao nó là 90. Ngang 85. Mình có là 14 cái nhà mình đây. Đế này cũng trắng sạch ha. 5 màu, 3 màu lửa, 2 màu tiết. Cây ngũ sắc dẫn cho giao lưu của nhà mình là 350k cả nhà. 350. 350. Mã số 11. Mã số 11 ạ. Mã số 12. Tím bướm cả nhà. Tiếp theo mã số 12.
tím bướm. Tím bướm có nhưng màu đỏ thì... lửa cái này như tặng theo đi ha, tính một màu tím bướm thôi ha. À, tính màu thôi, này như tặng kèm ha. Kèm màu đỏ lửa phải không? Không tính luôn đó, cao 90, ngang là 70. Hoành cổ là 15 cái nhà mình đó. Cây mã số 12, tím bướm với đỏ lửa này nè. Xin lưu cái nhà mình là 320k ha. 320. Rồi. Cây mã số 12 cái nhà. Mã số 13. À, lửa và tiết ha. Này ba màu lửa, hai màu tiết ạ. Đỏ lửa, cam lửa, tím lửa. Và trắng tiết và tím tiết. Tím tiết. Đó là được hết rồi. Mã số 13. Hữu sắc nha cả nhà. Năm màu. Cái này cao là 78, ngang 80. Hoành cổ là 13.5 gần 14 cả nhà. À, đế sổ hoàng mèo vậy luôn ha. Cái ngũ sắc này xin cho luôn cả nhà mình là 340k ha. 340. Đây là mã số 13 cả nhà. Rồi, mã số 13. 13. Mã số 14. Mã số 14. Phất hồng Sakura ha. Đó. Cây này hoa nó sẽ lên màu đậm, theo thời gian nó sẽ già hoa nó sẽ đậm hơn mới, nha bà con. Đúng rồi, mới nở nó trắng. Cao nó 90. Ngang 75. Hình cổ là 10 gứ cái nhà mình đó. Hai đế nó như vậy luôn ha. Cái phớt hồng Sakura mã số 14 này xin lưu ở nhà là 250k ha. 250. Cây này đang nụ rất là dày luôn. Đây, những cái đợt non nó đang bứt hết nè. Đang ra nụ đây nè. Đó, quá đẹp luôn ha. Rồi. Này cũng vậy đó nè. Úp đều nhánh hết nha. 250 cho mã số 14 phớt hồng Sakura. Cái mã số 15. Dết đi ra cả nhà. Cây này đang ra kẹo hoa hết luôn. Cao là 87. Ngang là 75. Mình cổ là 19.5 gần 20 cái nhà mình đây. Đến nó uống gì một cục trên đây ha. Sổ hiếu nè, mã số 15, dết bì da. Cái này xin như luôn cái nhà mình là 350k cái nhà. 350. Thì mã số 15, dết bì da ha. Yeah. Mã số 16. Hồng răng cả nhà mình đây. Một màu ha. Bông rất là đẹp luôn ha. Ừ. Cao này là 90. Đang búp đều cây hết nè. Ngang 70. Hoành cổ là 15.5 cái nhà mình đây. Đấy như trên hình ha, nó trắng sạch nha. Mã số 15 hồng răng. Ủa 16 chứ. Hồng răng, cái này xin lưu cái nhà mình là 300k cái nhà mình đó. Cây này ra hoa full vàng luôn rồi. Đang điều. Chưa có nở rộ hết nha, còn búp búp. Rộ một cái nữa, rất là đẹp. 300k cho mã số 16 này ha. Rồi, cái mã số 17. Ba màu lửa, hai màu tiết ha. Tím tiết, trắng tiết. Tiết. Đỏ lửa. Lửa. Cam lửa, tím lửa ha. Tím lửa. Cam đây. Tím lửa đây. Rồi. À. Năm màu. Cao nó 90. Tràng này đặt ra cả nhà. Ngang nó 85. Hình cổ là 14.5 của nhà mình đây. Đế nó trắng sạch như trên hình vậy nha. Mã số 17. Cái này xin lưu của nhà mình là 350k ha. Phơm đặc tàng ha. Phơm này đặc tàng. 350 cho ngũ sắc mã số 17 cả nhà. Rồi lấy cây nữa kìa. Mã số 18. Mã số 18. Tính bướm tốt bự luôn. Lưu búp nụ vậy nè bà con. Về mình vẫn còn nhiều cái hoa, còn già quá thì có thể đi xa sẽ rụng bớt mớ. Rồi tiếp theo mã số 18. 18 ạ. À. Tính bướm nha, một cốt gốc to luôn ha.
Này, hai màu luôn chứ. Cao là 1 mét ạ. À. Ngang 70. Này tím bướm. Nhánh này là đọt là tím Pháp rồi nha. Bướm không mà nó đột biến ở nhà mình ơi. Ờ. Bông này thì không bông, có trắng ha. Bông này không có trắng. Mà giờ bướm không đi ha. Rồi. Này là tại anh đột biến ra đậm quá đậm. Mã 18 tím bướm. Cao 1 mét. Quanh cổ là 19 giữ ạ. Rồi bờ đế đặt sạch luôn ha. Cái tím bướm này xin lưu cái nhà mình là 450k cả nhà mình đây. 450 ha. 450. Quay lại cho bà con mình cận cảnh. Màu tím bướm. Cận cảnh luôn cho bà con mình xem ha. Đây nè. Cái hoa tím tím này nó không có trắng nha. Nhưng mà cái bo ghép ở trong này nó dính một chùm. Ở dưới này là tím bướm. Rồi. Này nó cũng đột biến bông nha. Mã 18 tới mã 19. Nhìn mã chót ha. Ok. Một cốt lắc lượng luôn. Này dít bi da cái ngầm nè. Cao nó 77. Ngang nó 50. Một cốt lắc. Lắc mình có 17 cái nhà mình đây. Rồi nó lắc cái gì ngô quá ha. Mã số 19. Này xin luôn cái nhà mình là 340k ha. 340k. Rồi. Mã số 19 cái nhà. Mã số 20. Một màu cả nhà. Đây, màu này là màu hồng thái ha. Hồng thái, đây một màu. Cũng không phải là hiếm nhưng mà nó cũng rất mới nha bà con. Cây này cao 1 mét ạ. Ngang 80. Mình cổ là 14 cả nhà mình đây. Mã số 20 cả nhà. Và cũng như là hồng thái xin lưu cái nhà mình là 320k ha. 320k. Cây một cốt. Một sổ cốt tàn ha. Sổ tàn hồng thái cả nhà. Đây, cho bà con mình xem lại cái màu bông rất là đẹp luôn. Quá đẹp rồi. Rồi cái này như là mã chót cả nhà. Rồi cảm ơn nhà vườn Văn Giang, em cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Nhà thẩm nhãn cứ alo số điện thoại của em là 0795428752. Anh Liêm ghim trên màn hình nha. Rồi chào cả nhà. Rồi, mình chào anh Văn Giang nha. Mình chào bà con và hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Chi tiết liên hệ bà con liên hệ với số điện thoại dưới góc trái phía dưới màn hình nha bà con. Bye bye bà con.